Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một thiết bị quét RFID của hãng Jabra. Thì đây là một sản phẩm nằm trong cái dòng sản phẩm FX series RFID Reader của hãng Jabra, có model đó là FX9006. Đây là một sản phẩm mà người ta ví như đây là một cái vũ khí hạng nặng, có thể là chịu được ở trong những cái môi trường hoạt động khắc nghiệt của trong các kho bãi hoặc là trong những cái nhà máy bụi bẩn hoặc là gì đó, nó có thể là hoạt động tốt và chịu được tốt ở trong môi trường đó. Thì mọi người cùng theo em để em sẽ điểm qua một số thông số cho mọi người xem vì sao mà nó có thể hoạt động được ở trong những cái môi trường đó nha. Rồi, thì đầu tiên mọi người có thể thấy đây, chiếc máy này khá là nặng, bên ngoài là được làm bằng vỏ, bằng hầu như là bằng kim loại khá rất là chắc chắn nên là nó có thể đảm bảo được cái độ rơi đó và cũng như là an toàn khi mà mình sử dụng trong cái môi trường đó. Đặc biệt thêm một cái nữa là cái tiêu chuẩn công nghiệp của cái dòng FX9006 này đang có đó là IP53, và cái nhiệt độ môi trường hoạt động của nó có thể hoạt động tốt trong cái môi trường đó là trong cái nhiệt độ từ âm 20 đến âm 55 độ C. Thì cái này là mình có thể ứng dụng khá là tốt ở trong những cái nhà máy lạnh, trong những cái kho lạnh, hoạt động tốt để kiểm soát ra vào của những cái hàng hóa mà lúc mà mình ra vào kho lạnh, hoặc là những cái tiêu chuẩn về chống bụi, hoặc là sử dụng để mình có thể là sử dụng ở trong những cái nhà máy mình xuất nhập hàng hóa hoặc là những cái bến cảng, thì chiếc máy này có thể là chịu được tốt ở trong những cái môi trường như vậy. Đấy ha, thì đó là một số điểm. Và tiếp theo phía sau mọi người có thể thấy đây là cái cổng giao tiếp, cộng với đó là những cái cổng anten của cái chiếc máy này, cái dòng máy này. Thì cái reader này đang có hai cái lựa chọn cho mình, một là mình có thể là lựa chọn 4 vọt anten hoặc là 8 vọt anten, thì mình có thể là lựa chọn theo cái số lượng anten mà mình phù hợp với là cái diện tích cũng như là cái vị trí mà cần quét của mình, thì mình chọn cho nó phù hợp với nhu cầu của mình. Tiếp theo là đến phần cổng giao tiếp, thì mọi người có thể thấy là đầu tiên nó có cổng LAN, cổng USB và cổng RS232 serial đây, GPIO, thì nó khá đa dạng về cái kiểu kết nối. Ngoài ra thì cái dòng máy này nó còn hỗ trợ Wi-Fi và Bluetooth để mình có thể là tiện lợi kết nối không dây, không cần thiết là phải kết nối có dây. Thì máy này sử dụng nguồn 24V nha mọi người. Đây là cái reader này sử dụng nguồn 24V. Nha mọi người có thể thấy ha. Phía trước thì mình nhìn sơ qua thì có bốn đèn để cho nó có những cái ký hiệu cảnh báo khi mà kết nối. Khi mà mình sử dụng cái dòng máy này thì mình muốn kết nối với phần mềm thì bên hãng Jabra cũng cung cấp khá là đầy đủ về những cái API cũng như là để mình hỗ trợ cho những developer mình có thể là phát triển cái phần mềm của mình. Và bên API này có trên API để sử dụng hỗ trợ trên cái những ngôn ngữ ví dụ như .NET, C. Còn về dòng reader này nó có bộ nhớ là 512 MB, cộng với đó là RAM của nó là cùng 256 MB, thì đó là dòng reader, cái bộ nhớ của máy. Rồi khi mà các bạn kết nối với cổng internet thì dòng máy này cái hỗ trợ hai cái chuẩn đó là IPv4 và IPv6 nha mọi người, nên mình có thể là thoải mái những cái chuẩn mà mới nhất hiện nay, thì cái dòng FX9006 này nó có thể đáp ứng và hỗ trợ cho mọi người. Đấy. Còn em giới thiệu sơ qua về một chút về cái anten, thì hiện tại là Jabra có một vài cái model anten để cho mình có thể là lựa chọn để kết hợp với nó, thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng như thế nào hoặc là tùy theo cái môi trường ở cái vị trí của các bạn quét như thế nào thì mình có thể là lựa chọn cái dòng anten cho nó phù hợp. Thì nếu mà muốn tìm hiểu đó thì mọi người có thể là liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật, thì tụi em sẽ tư vấn những cái dòng anten để phù hợp với những cái môi trường của mọi người sử dụng. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về một số thông số cũng như là cấu hình của cái reader FX9006 này. Thì cái dòng sản phẩm này nó được ứng dụng chủ yếu để cho mình có thể là quản lý tài sản, quản lý kho, quản lý hàng sắp xuất nhập ra vào mà mình không cần thiết là phải quẹt thẻ hoặc là mình sử dụng như barcode, mình sẽ auto ví dụ như nguyên cả một pallet ra hoặc là nguyên cả một xe nâng đi ra hoặc là thùng hàng đi ra mà mình không cần phải kiểm đến từng cái số lượng đó. Thì cái dòng sản phẩm này nó đang quét cái dàn IPD với tần số là UHF nha mọi người, tần số cao cái tần số UHF nha. Thì đây là cái sự thì những content IoT nó sẽ đã được đính vào trong những cái mặt hàng của mình sẵn rồi, lúc mà đi ra qua cổng thì thiết bị này nó sẽ đọc tương ứng với cái tần số của nó. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về một số thông số cơ bản đối với cái dòng reader FX9006 này của Jabra.
Thì nếu như mọi người quan tâm hoặc là mọi người có thắc mắc cần biết thêm chi tiết về những cái dòng sản phẩm này hoặc là những dòng sản phẩm khác, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thế giới vật.com thì để được nhân viên thế giới vật sẽ tư vấn và cũng như sẽ giới thiệu kỹ hơn cho mọi người về những cái sản phẩm và những cái thiết bị về liên quan tới IFID. Thì xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.